Na là một người rất là điệu và cũng đâu đó làm trong lĩnh vực làm đẹp về beauty nhưng mà lại rất là đam mê về thời trang. Na nghĩ rằng là một cái vẻ ngoài chỉn chu và đặc biệt là cái sự lựa chọn trang phục nó phù hợp với nơi mình đến là một cách để thể hiện cái sự tôn trọng của mình đối với đối tác cũng như là một cách thể hiện cái sự chuyên nghiệp của chính bản thân mình. Rất quan trọng bởi vì đôi khi trong những cái giai đoạn khác nhau của cuộc đời chúng ta sẽ có những ưu tiên khác nhau và nếu như mà khi đã ưu tiên A rồi mà vẫn tham lam B thì nó sẽ làm ta đau khổ. Chính vì vậy cho nên biết vừa và biết ưu tiên lựa chọn trong từng giai đoạn cuộc đời là một cái tiêu chí của hạnh phúc theo quan điểm của Na. Năm nay Na sẽ thử thách mình ở một lĩnh vực mới, đó là biến mình thành một streamer. Tại sao không, đúng không ạ? Khi mà cái thị trường hiện tại đang rất là bùng nổ và cái xu hướng số cũng như là xu hướng online đang dần chiếm lĩnh thị trường thì Na đang có những cái kế hoạch để từng bước đưa Bitna Clinic cũng như là những cái dòng sản phẩm làm đẹp nằm trong cái hệ sinh thái của Bitna Clinic lên trên sàn online.